Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ 4 căn tại trục đường chính Phan Rích thuộc phường 14 quận Gò Vấp nha. Một khu nhà lầu đồng bộ nằm ngay sát bên với siêu thị Emax 2 đang xây dựng. Khu nhà lầu đồng bộ cực kỳ đẹp luôn. Với giá bán chỉ có 6 tỷ hơn một tí xíu thôi. 6 tỷ hơn một tí xíu. Khu nhà lầu đồng bộ diện tích đều nhau, ngang 4m2, sâu vào 12m. Thiết kế trệt lửng 3 lầu. Khu nhà lầu đồng bộ rất đẹp, tặng full nội thất, mỗi căn tầm 400 triệu đồng, đầy đủ nội thất có sẵn. Nằm ngay sát bên với trung tâm thương mại siêu thị Emax 2, siêu thị lớn nhất tại quận Gò Vấp. Khu nhà đồng bộ nha, rất đẹp. 4 căn đang còn nguyên, anh chị nào mua căn nhà đầu tiên sẽ có giá rẻ, giá tốt. 4 căn toàn bộ là nhà đẹp, nhà cao tầng, nhà VIP, xịn sò nha. Đường trước nhà là con đường rộng lên tới 10m, đường xe hơi xe tải ra vào thoải mái và anh chị có thể đậu xe hơi trước nhà. Con đường trước nhà thì rất là rộng, nằm trong khu nhà hiện hữu lâu đời, con đường cụt và khu phân lô xây đồng bộ. Khu nhà mình là một khu nhà có vị trí hai mặt tiền trước và sau. Hai mặt tiền trước sau rất là thoáng mát luôn. Đấy, giá cực kỳ rẻ thôi. Chỉ có 6 tỷ hơn một căn. Và vẫn còn thương lượng. Bộ 4 nhà đẹp nhà mình thì thiết kế rất là sang nha. 3 căn phía ngoài làm giống nhau và một căn trong cùng làm hơi khác một chút. Một bộ tứ siêu đẳng, giá cực kỳ rẻ, chỉ có hơn 6 tỷ đồng một tí xíu một căn thôi. Diện tích bằng nhau và xây rất là sang, rất là đẹp nha quý vị. Ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Ta sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cổng sắt phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm Simfa 4 cánh. Nhà thì xây mới hoàn toàn năm 2023. Hướng nhà là hướng chính tây, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Và đường trước nhà mình rộng tới 10m nha. Anh chị có thể đậu xe hơi xe tải thoải mái trước nhà. Khu vực trong này là khu vực gara đậu ô tô. Buổi tối thì anh chị có thể đậu ở phía trong hoặc chúng ta đậu bên ngoài cũng được. Ở dưới này thì ốp gạch 80, hai bên tường thì cũng được ốp gạch cao lên tầm 4m. Trên thì có đèn chùm thạch cao, đèn led rất đẹp, rất sang luôn. Căn nhà giá rẻ. Chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng một căn thôi. Giá giao bằng nhau. Anh chị nào muốn mua hãy alo ngay về tới bên em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Đấy, hai mặt tiền trước và sau, vị trí rất đẹp, xây dựng cực kỳ chắc chắn, có ốp gạch lên tường, mặt tiền sau này cũng phải rộng tầm 5-6m này, phía sau cũng là một khu nhà đất xây phân lô xây đồng bộ, vị trí rất là tuyệt vời luôn, hai mặt tiền trước và sau nha anh chị, đấy, hai mặt thoáng, xây rất là đẹp, rất là chắc chắn, kiên cố. Cầu thang thì đúc rộng tầm 90, ốp đá hoa cương sa mạc, tay vịn gỗ gò đó và sử dụng lan can là sắt bạc sơn trắng nha. Tầng lửng thì chúng ta sẽ được thiết kế làm phòng bếp. Ở đây thì có làm tủ bếp gỗ an cường, có máy hút khói, ốp đá trắng và dán kính lên tường nha. Có tặng lại tủ lạnh 2 ngăn, tủ lạnh mới, tặng bộ bàn ăn gỗ gò đó trị giá tầm 15 triệu. Một bộ tứ siêu đẳng nhà đẹp. 3 căn phía ngoài là một chủ và một căn phía trong cùng là một chủ nha. Nhưng 3 căn ngoài này em chỉ quay một căn thôi. Tủ lạnh copper 2 ngăn này. Bộ bàn ăn gỗ gò đỏ phủ đá. Giờ đá. Bộ này cũng phải tầm 15 triệu rồi. Căn nhà rất đẹp, rất sang. Giá rẻ. Chỉ có giá bán là 6 tỷ rưỡi thôi, vẫn còn thương lượng. Và anh chị nào mua căn nhà đầu tiên, chúng ta sẽ có giá tốt, tầm 58, 59 là chủ bán rồi. Nên là anh chị nào mua căn đầu tiên, chúng ta sẽ có giá tốt nha. Di chuyển lên trên đây sẽ là khu vực lầu 1. Nhà thiết kế trệt lửng 3 lầu, sẽ có 3 phòng ngủ và một phòng xông hơi, phòng tắm, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Trên này sẽ là khu vực lầu 1, phòng ngủ 1. Số 1, số 2. Phòng phía trước thì làm rộng hơn. Có giường 1m8 kèm với tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh copper.
có cửa sổ ra phía ngoài. Nhà tận dụng xây dựng hết đất, không làm ban công nha. Phòng rất là rộng, ốp gạch, gia khổ. Một khu nhà đẹp, hai mặt tiền trước và sau. Giá cực kỳ rẻ thôi. Anh chị cô chú nào có muốn mua thì hãy gọi ngay về tới nhà Đoạn Bá Hưng. Khu vực toilet thì có bồn cầu khối, gương led, gạch ốp cao lên đụng trần. Trên có vòi tắm inox. Và phía sau sẽ là khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của căn nhà này thì cũng được bố trí giường mét 8, tủ quần áo và máy lạnh Casper đầy đủ. Đấy, nhà rất đẹp, rất sang luôn. Giá rẻ, chỉ có giá bán là 6 tỷ rưỡi thôi. Và căn đầu tiên nếu chị nào thiện chí tầm 58, 59 là chủ bán rồi. Khu vực toilet, bồn cầu khối này, gương led, gạch ốp cao lên đụng trần và sân thuyền đầy đủ. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ số 3 và phòng sông hơi. Nhà có thể đậu được xe hơi trong nhà nha anh chị. Anh chị đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và alo ngay về tới nhà Đoạn Bá Hưng. Phòng số 3 cũng có giường mét 8 này, máy lạnh Casper mới, đầy đủ hết nha. Nhà rất đẹp, rất sang. Hướng chính tây nha quý vị, Tây Tứ Trạch. Giá rẻ, anh chị nào quan tâm hãy gọi ngay. Đây là khu vực sảnh chờ. Sảnh chờ này chúng ta có thể để một cái bộ sofa ở đây. Và phía sau đây sẽ là khu vực phòng sông hơi. Phòng sông hơi của nhà mình thì sẽ được bố trí một cái bồn tắm nằm, gương led, lavabo và bồn cầu khối. Phía trong thì chúng ta sẽ có một cái khu vực sông hơi khô. Nhà rất đẳng cấp nha quý vị, trang trí cực kỳ đẹp. Giá rẻ, chỉ có 6 tỷ hơn tí xíu thôi. Và anh chị nào mua căn đầu tiên sẽ có giá tốt. Nhà xây mới hoàn toàn, hoàn công đầy đủ hết rồi. Ngân hàng hỗ trợ lên tới 80%. Trên này là khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau. Trên này là khoảng phòng thờ này, xây full luôn. Phòng thờ trên này thì khá là rộng nha anh chị. Chị có thể làm phòng ngủ ở đây cũng được. Nếu làm phòng ngủ ở đây thì sẽ có 4 phòng. Thờ ở cái đoạn ngoài này. Phía sau là khu vực sân thượng, giặt phơi đồ, đúc hết luôn nha. Sau này chúng ta được chủ nhà đúc hết luôn, đúc hết phía trên và làm khung sắt kín. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.